Messi Hà Tĩnh là cái tên mà người thân cùng cộng đồng mạng gắn cho Lê Anh Đức sau khi chứng kiến cầu thủ này chơi bóng. Sau 4 năm xuất hiện trong làng bóng đá nhí Việt Nam với danh xưng Messi Hà Tĩnh, Lê Anh Đức giờ đã trưởng thành và thi đấu cho U17 PVF. Lê Anh Đức sinh năm 2007 tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khi mới là học sinh lớp 4, Anh Đức đã tham gia đội bóng trường tiểu học và sau đó cùng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Sơn đạt giải 3 tại Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Đặc biệt, trong trận đấu với đội bóng thị xã Kỳ Anh, một mình Anh Đức đã ghi 5 bàn, giúp Hương Sơn đánh bại đội bạn với tỷ số 5-1. Sau khi xem clip về Messi Hà Tĩnh được đăng tải trên báo Hà Tĩnh, lò PVF đã để mắt đến Lê Anh Đức. Tuyển trạch viên của PVF đã trực tiếp về Hà Tĩnh kiểm tra tài năng cầu thủ trẻ này và tuyển chọn vào lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam. Trong 4 năm tập luyện ở PVF, Lê Anh Đức từng có thời điểm đánh rơi phong độ. Em thi đấu mờ nhạt ở vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 và giải bóng đá U13 quốc tế Việt Nam-Nhật Bản 2020. Mặc dù sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt nhưng việc quá lạm dụng dê dắt, xử lý rườm rà khiến Lê Anh Đức thường làm chậm tình huống tấn công rồi để mất bóng nguy hiểm. Tại vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 ở thành phố Vinh, người hâm mộ chờ đợi Messi Hà Tĩnh trình làng sân chơi quốc gia nhưng rốt cuộc, em chỉ thi đấu 27 phút hiệp 2 trận gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Kết quả, U13 PVF chỉ giành được 3 điểm và bị loại sau khi vòng bảng khép lại. Cá nhân Lê Anh Đức không ghi bàn, không kiến tạo và 27 phút góp mặt trên sân mang lại nỗi thất vọng về tiền đạo này. Tiếp đến, giải bóng đá U13 quốc tế Việt Nam-Nhật Bản 2020 tổ chức ở thành phố mới Bình Dương, giải đấu mà U13 PVF lên ngôi vô địch thuyết phục thì một lần nữa, Lê Anh Đức đóng vai trò dự bị. Huấn luyện viên thường tung số 24 vào sân thay người ít phút cuối khi kết quả trận đấu đã được an bài. Điều này vô tình khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của tài năng trẻ Hà Tĩnh. Bởi vài năm trước, huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United, Ryan Giggs đã dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Nhận thấy những mặt tồn tại, hạn chế của mình, tiền đạo trẻ người Hà Tĩnh quyết tâm tập luyện, hàng ngày Anh Đức thường nán lại tập thêm kỹ năng dứt điểm, chuyền bóng rồi mới ra về. Đặc biệt, với thể hình được cải thiện rõ rệt, hiện đã cao gần 1m70 đã giúp Lê Anh Đức hiệu quả hơn ở những tình huống không chiến. Nửa đầu năm 2022, chân sút đến từ Hà Tĩnh lột xác trở thành sát thủ săn bàn đích thực khi ghi rất nhiều bàn thắng ở 3 cấp độ U15, U17 và U19. Tháng 8 năm 2022, tại vòng loại bảng B vòng chung kết giải bóng đá U15 quốc gia Next Level 2022. Qua 8 trận vòng loại, U15 PVF tỏ ra hoàn toàn vượt trội trước các đối thủ cùng bảng B khi có 7 trận thắng và 1 trận hòa, giành được 22 điểm. Ngoài ra, U15 PVF cũng sở hữu hàng tấn công tốt nhất khi sút tung lưới đối phương 30 lần. Tiền đạo trẻ người Hà Tĩnh Lê Anh Đức đã ghi tên mình vào 5 bàn thắng, là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho U15 PVF ở chiến dịch vòng loại. Cụ thể, Anh Đức ghi 1 bàn vào lưới U15 Công an Nhân dân, 1 bàn vào lưới Quảng Ngãi, 1 bàn vào lưới Nam Định và 2 bàn vào lưới Hà Nội. Mới chỉ 15 tuổi, song Lê Anh Đức vẫn cạnh tranh vị trí trong đội hình để ban huấn luyện đôn lên đá giải U17 lẫn U19 quốc gia. Về mặt lối chơi, em thay đổi phong cách từ cầm bóng dê dắt đột phá sang đơn giản, phù hợp chiến thuật trên sân bằng nhãn quan tuyệt vời cùng sự điềm tĩnh hiếm thấy trong các pha xử lý bóng. Tại vòng chung kết U15 quốc gia diễn ra tại Pleiku, Gia Lai, trong trận mở màn gặp U15 Đắk Lắk, PVF đã có chiến thắng tưng bừng 8-1, trong đó có một bàn thắng của chân sút Hà Tĩnh Lê Anh Đức. Ở lượt trận thứ 3 gặp Long An, dù không ghi bàn trong chiến thắng 1-0 nhưng Anh Đức vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở lượt trận tiếp theo, Anh Đức tiếp tục có cho mình một bàn thắng vào lưới Hà Nội FC trong chiến thắng 3-1 của PVF. Tại mùa giải này, PVF cán đích với vị trí Á quân sau khi để thua Sông Lam Nghệ An 2-4 ở trận chung kết. Tháng 9 năm 2022, Anh Đức được đôn lên đội U17 tham dự vòng chung kết giải vô địch U17 quốc gia 2022. Dù ít được đăng ký ra sân nhưng mỗi khi có tên, Anh Đức luôn cố gắng thể hiện hết mình. Trong trận lượt cuối gặp câu lạc bộ Phú Yên, Anh Đức được điền tên đá chính và đã có cho mình một bàn thắng, qua đó đưa U17 PVF vào tứ kết, vòng chung kết giải vô địch U17 quốc gia 2022. Năm 2023, Anh Đức tiếp tục có tên trong đội hình U17 của PVF tham dự vòng loại giải U17 quốc gia. Theo dõi các trận đấu đã qua, dù còn trẻ nhưng Anh Đức vẫn thường có tên trong đội hình đăng ký thi đấu của PVF. Hy vọng, với kỹ thuật của mình, Anh Đức sẽ thành công tại giải đấu này và tiếp tục trưởng thành hơn trong sự nghiệp quần đùi áo số.